Vào 19 giờ 10 hôm 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số, số Đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, thường trú tại Trung Thành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh. Thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ, con của anh Kiên khóc gào tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nước nở. Tất thảy những người chứng kiến đều không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trên quan tài, gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè, chồng xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đảng Lâm cũng vào thắp hương và chia buồn với gia đình theo đại diện gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều mai và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Theo lời kể của bà con họ hàng anh Kiên, anh là người hiền lành, tốt bụng, sống chan hòa với làng xóm. Anh Kiên quê gốc ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, gia đình có ba anh em. Khoảng chục năm nay, vợ chồng anh Kiên mua nhà và sinh sống ở quận Hải An. Theo lời chị Lê Miền và đại phó Đặng Duy Kiên, chồng chị tốt nghiệp Đại học Hàng Hải hà Việt Nam và lên tàu Viễn Dương đi làm. Tính đến nay cũng đã hơn 10 năm và cũng có bằng thuyền trưởng. Dù công việc thường xuyên bôn ba, nhưng những dịp quan trọng anh đều cố gắng ở nhà cùng vợ. Chỉ duy nhất đợt sinh con thứ hai, anh không thể về nhà. Điều này cũng luôn làm anh ái náy. Năm 2019, anh Kiên quyết định nghỉ đi tàu, tìm công việc khác để ở nhà bù đắp cho vợ con. Rồi thời gian gần đây, việc làm ăn ở nhà không thuận lợi, nên cuối năm 2023, anh Kiên xin làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng. Nhận công việc đại phó trên tàu True Confident, chở thép từ Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út. Chị Miền ngẹn giọng kể lại, trước ngày nhận việc, anh Kiên nói muốn đi làm để có thu nhập cho các con cuộc sống tốt hơn, sau này không phải vất vả như bố. Trong quá trình trò chuyện với anh Toàn, Chị Miền ngồi lặng lẽ bên máy tính, xem lại những dòng tin nhắn Zalo mà chồng mình mới gửi trước khi xảy ra sự việc. Khi nhắc đến nghề biển, nước mắt chị lại trào ra. Chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Gia đình tôi nhiều người theo nghề đi biển. Bản thân tôi cũng đang làm cho một hãng tàu biển. Chị kể tiếp. Nghề đi biển vất vả, phải xa nhà biển biệt. Nên cuối năm 2019, chồng chị quyết định bỏ nghề sang làm công việc bất động sản để có thêm nhiều thời gian bên gia đình. Chị Miền nói trong nước mắt. Năm 2019, tôi sinh cháu thứ hai. Anh ấy không có nhà vì phải đi biển. Anh ấy buồn lắm, nên rất chiều chuộng cháu thứ hai. Cũng từ đó, khoảng cuối năm 2019, anh Kiên bỏ nghề đi biển để quay về làm công việc kinh doanh bất động sản với người thân. Nhưng khoảng cuối năm 2023, công việc kinh doanh bất động sản gặp khó khăn, anh Kiên lại quay về nghề cũ. Anh đã làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hàng hải Hải Phòng, HP Marine, doanh nghiệp chuyên cung ứng thuyền viên cho tàu nước ngoài. Chị Miền chia sẻ, anh ấy tốt nghiệp đại học Hàng hải, có hơn 10 năm hành nghề đi biển và có bằng thuyền trưởng. Anh ấy cũng đã nhiều năm làm việc cho công ty HP Marine, sau đó nghỉ từ cuối năm 2019. Đến cuối năm 2023, anh ấy lại quay lại công ty này để làm việc. Khi được hỏi tại sao biết nghề đi biển vất vả và xa nhà biển biệt mà anh Kiên vẫn chọn quay lại nghề này, chị Miền nói trong nước mắt. Anh ấy nói, quay lại nghề đi biển để có tiền cho con đi du học ở Australia. Trước khi gặp nạn, anh ấy vẫn nhắn tin về động viên tôi, quyết tâm đầu tư cho cháu lớn đi học thêm tiếng Anh để cho cháu đi du học. Nhưng giờ anh ấy mất rồi, một mình tôi cũng không thể cho cháu đi du học được nữa. Theo lời chị Miền, tàu hàng Chu Confident, nơi anh Kiên làm việc, với vai trò đại phó, chở nhiều mặt hàng trong đó có thép, ô tô khách loại lớn, hàng hóa lớn nên công việc vất vả, nhất là khâu chẳng buộc hàng trên bong. Tàu hàng Chu Confident có hải trình di chuyển từ Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út, anh Kiên nhận công việc trên con tàu này vào ngày 30 tháng 1. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của anh sau khoảng 4 năm bỏ nghề. Chuyến đi biển lần này của anh Kiên dự kiến kéo dài khoảng 8 tháng. Trước khi đi, anh đã lên kế hoạch khi về nước sẽ kịp đưa con trai thứ hai vào lớp 1 và cháu đầu vào lớp 5. Đây là mốc thời gian quan trọng trong việc học tập của hai cháu. Vậy là kế hoạch dở dang, dở dang cả việc đưa con dự lễ khai giảng dở dang cả kế hoạch cho con lớn đi du học. Chị Miền thở dài, nói với chúng tôi. 22 giờ 38 phút, ngày mùng 6 tháng 3, dòng tin nhắn anh Kiên gửi cho chị Miền qua ứng dụng Zalo có nội dung. Tàu đang đi vào vùng nguy hiểm, hy vọng bình an. Đúng rồi, quanh quẩn lại cũng không có ai giữ mối quan hệ. Chị Miền nhắn tin lại cho chồng, chúc tàu bình an, may mắn. Cố gắng giữ an toàn ba nhé, phải mạnh khỏe về với vợ con, bố mẹ đấy nhé. Không ngờ rằng đó là những dòng tin nhắn trò chuyện cuối cùng giữa anh Kiên và chị Miền. Sáng sớm hôm sau, không thấy anh Kiên trả lời tin nhắn, chị Miền nhắn lại. Anh ơi, anh sống lại đi anh, anh về với cả nhà đi anh. Tâm trạng bất an, mặc dù chưa biết chính xác có chuyện gì với chồng, chị Miền dặn mẹ chồng đi mua đồ lễ để thắp hương cầu cho chồng bình an trở về. Nhưng cuối cùng, điều tồi tệ nhất cũng xảy ra. Tối muộn ngày mùng 6 tháng 3, đại diện công ty HP Marine đến nhà chị Miền báo tin dữ. Tàu hàng True Confident đã bị lực lượng hao thi tấn công bằng tên lửa khi đang đi qua biển đỏ. Chị Miền khóc. Từ lúc biết tin bố gặp nạn, các con tôi khóc rất nhiều. Mấy ngày nay, chúng cứ nhìn ảnh bố rồi nặng nặc nói. Con không cần gì cả, chỉ cần đưa ba về nhà khiến tôi càng không kìm được lòng. Thương anh, thương các con. Theo lời của chị Miền, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng tại quê nhà cũng để anh được tọa ý. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, tàu Chu Confident, nơi anh Đặng Duy Kiên làm thuyền phó, khởi hành từ Singapore đến Zedan, Ả Rập Xê Út ngày 6 tháng 3, khi đi qua biển đỏ, vùng biển được cảnh báo có lực lượng Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các tàu hàng thương mại qua đây, thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng. Ba thuyền viên trên tàu thiệt mạng, trong đó có đại phó Đặng Duy Kiên, người Hải Phòng. Trước tai nạn và nỗi mất mát này, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển thi hải nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành. Nên đến chiều ngày 24 tháng 3, thi hải anh Kiên mới được trở về tới sân bay nội bài. Các cơ quan đơn vị thuộc cục cũng đã phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đặng Duy Kiên và các thuyền viên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Các cuộc tấn công của Houthi ở biển đảo kéo dài nhiều tháng qua đã làm gián đoạn hoạt động của vận chuyển toàn cầu đồng thời làm dấy lên lo ngại xung đột Israel-Hamas lan rộng gây bất ổn cho khu vực Trung Đông. Bất chấp đòn tấn công của Liên Minh Mỹ-Anh và các lực lượng hải quân khác, lực lượng Houthi vẫn tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào tàu thương mại tại một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Nhiều tàu hàng buộc phải thay đổi hành trình dài hơn, tốn kém hơn vòng qua mũi Hảo Vọng ở Châu Phi để tránh tuyến đường biển nguy hiểm qua Vịnh Aden và Biển Đỏ đến canh đào Suez. Việc định tuyến lại khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh. Số liệu mới nhất từ nhà cung cấp dữ liệu và thông tin hàng đầu cho vận chuyển toàn cầu, Creston Research anh cho thấy, giá cước vận tải đã tăng 2 đến 3 lần so với trước khi biển đỏ rơi vào nguy hiểm, trong khi giá thuê tàu tăng 28% so với tháng 12 năm 2023. Công ty cung cấp dịch vụ phân tích Ocean Scott Đức đã nhận định cuộc khủng hoảng biển đỏ cũng kéo theo chi phí phát thải tăng vọt đối với các công ty vận tải thuộc hệ thống thương mại khí thải của EU do việc chuyển hướng hành trình đến châu Âu làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu lên gấp bội. Ocean Scott ước tính tuyến đường qua mũi hào vọng ở châu Phi tăng gấp 3 lần tiêu thụ nhiên liệu do khoảng cách xa hơn và tốc độ di chuyển tăng khoảng 25%, từ 16 hải lý trên 1 giờ lên 20 hải lý trên 1 giờ. Điều đó khiến chi phí tín chỉ carbon mà các con tàu phải chi trả cho mỗi chuyến hành trình bị đội lên. Đồng giám đốc điều hành Ocean Scott, Albrecht cảnh báo mức độ đe dọa đối với vận tải trên biển đỏ vẫn ở mức cao và không chắc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu khi các cuộc tấn công của Houthi vẫn không suy giảm do đó ông khuyến nghị các công ty vận tải biển phải chuẩn bị và tính đến kịch bản đối mặt với những chi phí lớn hơn liên quan đến lượng khí thải carbon trong tương lai gần